Nếu như bạn đang chơi game với bạn bỗng dưng người yêu gọi thì em sẽ làm gì? Không biết thì vẫn chơi tiếp, còn biết thì nghe thôi. Nhỡ trả lời đang dở game thế thì thua thì sao? Thôi thì thôi, sao giờ, biết sao giờ. Nếu đang chơi game với bạn bỗng dưng người yêu gọi thì anh sẽ làm gì? Tắt máy chơi game tiếp. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Thì chơi game chơi xong trận thì muốn làm gì thì làm. Nhỡ người yêu dỗi thì sao? Dỗi kệ chứ, mình là tuyển thủ mà, đặt công việc lên hàng đầu. Người đàn ông vô tâm. Nếu như mà đang chơi game với bạn bỗng dưng người yêu em gọi thì em sẽ làm gì? Em sẽ vẫn chơi tiếp ạ. Vì sao, nhỡ người yêu dỗi sao? Dỗi thì mình dỗi sau chị ạ. Nếu như mà đang chơi game với đồng đội bỗng dưng cô Ngân TV gọi điện thì Gao Bạc sẽ làm gì? Tắt máy nghe điện thoại của vợ. Nếu như mà đang chơi game với bạn bất ngờ mà người yêu gọi thì bạn sẽ làm gì? Thưa chị, em không có người yêu nên là chắc là không ai gọi đâu.